Alo, cậu ship cái gì cơ? Ờ, được rồi, cậu đứng ở đấy, tôi sẽ xuống ngay. Cứ làm tốt công việc của mình đi, những việc khác tôi sẽ có trách nhiệm. Nhưng em không chấp nhận việc điều chuyển này, rõ ràng là hắn ta trù dập em. Tôi biết, tạm thời chấp nhận đi, tôi sẽ xử lý việc này đến nơi đến chốn. Alo, cậu đâu ấy nhỉ? Em đây anh ơi. Đây. À. Cậu ship hàng à? Nhưng mà tôi có mua gì đâu nhỉ? Cậu là bạn hay là cái gì của cô Dành à? Tao là chồng cô Hoài. Cậu có việc gì? Hay là cậu muốn nói gì à? Ra đâu ạ? Muốn trẻ đôi cái mõm mày ra. Ôi, được. Cậu bình tĩnh đi. Có gì hiểu lầm rồi. Mình vào trong nói chuyện được không? Mày không muốn nói chuyện bây giờ thì vào đi. Tối tao qua nhà nói chuyện vợ mày. Cậu ơi, mình nói chuyện luôn được. Bố cũng cho mày nói trước. Tôi xin lỗi. Chắc là có chuyện hiểu lầm gì ở đây. Hoặc là có thằng nào nó bịa chuyện. Chứ còn đây này, cậu nhìn ở đây này. Ở đây ấy, toàn đàn bà thôi. Ngày nào cũng xảy ra chuyện. Ngày nào tôi cũng phải đi giải quyết đấy. Tao bảo này. Dạ. Vì vợ tao đang làm ở đây. Dạ vâng, đúng rồi. Cậu mõm. Tao không muốn nặng tay mày, hiểu chưa? Nhưng tao cảnh cáo mày nhá. Nếu mày còn giở trò với vợ tao hoặc bất kể công nhân nữ nào ở đây. Đi đái còn khó đấy. Nói gì đi. Tay, đau ạ. Mày điếc à? Anh Ngọc ơi, có chuyện gì đây anh? À, không có chuyện gì đâu. Tớ rất hiểu. Tớ đi vào nhé. Anh Ngọc ơi. Dạ. Em chỉ nhắc một lần thôi nhá. Vào làm việc đi. Nhìn cái gì?